giờ bảo quá còn sống nè. Có lời như vậy nhưng mà mình đọc là cái lời như vậy thì ca thế nào? Còn mấy câu tiếp. Trời thế kỷ 20 mà tưởng như thời trung cổ, còn gánh phân người và còn ngửa cổ thấy châu. Tức là có tạm cái đời sống của người tù á. Thế kỷ 20 rồi mà buổi sáng á trời dưới đầm đùn nó lạnh lắm, bốn năm người ngồi đằng trước rồi kéo bám vai nhau kéo cái cày, đằng sau ba bốn người đẩy, tức là con gánh phân người, tức là vệ sinh của mình đi ban đêm á thì buổi sáng phải gánh đó để mà chuẩn độ dưới cái đầm đùn á để mà trồng lúa đó, con gánh phân người và con ngựa cổ thay đâu á, tức là bốn năm người kéo cái cày xong cái người đẩy. Rồi tướng tá không mà gánh phân đó, người cấp tá không á, cấp tá lại tá tướng được không thì khỏi bên tiền bảo á, ở cày giám đầm đùn bên tiền bảo thì tiền bảo cao cấp đó. Vâng, còn ở trung đó sau này á, rồi năm 79 mà nó đánh ở nó cho trận cái bài học thứ nhất đó, nó cho nó đánh rồi mới dồn các cái lực lượng mà thuộc về quân đội đó dần dần vào ở trại Nam Hà, cho được rõ toàn là cấp gọi là cấp trưởng tá đại tá, 400-500 người ở chung với nhau mà. Từ thời đó đó mình mới biết bài kính thiên, cũng bây giờ bố kể làm sao có bài kính thiên số 1 vậy. Cái bài kính thiên số 1 á dường như là có cái nhiệm vụ nó hơi dài dài tí nha, tức là những người mà ở ngoài năm Hà đó, những người mà có thăm nuôi mà đều á thì người ta họp lại một nhóm, thì trong đó là có 11 người là ăn chung với nhau. Còn riêng tôi á thì bà xã ở nó xa quá mà nó con cái trong này nhiều chuyện thì đi thăm cho được một hai lần thì thuộc là gọi là con của bà sơ à, thì buổi tối đó tôi nghe phong thanh mấy người 11 người kia đó ăn chung với nhau á, nói đi tối nay á có đại thanh mẫu đại giảng khơ ở đây, thì nó bị trước một cái phòng ngủ á, nó có một mình trong một dải hoa hồng trước á, thì nhớ cái nói cái anh đó á ra lấy một ít hoa đó để tối nay vô làm lễ. Tôi nghe được như vậy rồi á thì lúc làm nó vừa vô đóng cửa một cái rồi á thì tôi như hồi nãy tôi đưa cái cuốn mà chủ Lăng Nghiêm đó, tôi ngồi tôi tụng chủ Lăng Nghiêm rồi á thì tôi nhảy qua ngồi bên cạnh cái chỗ mà họ để cuốn sổ, lúc mà trời ngoài trời mưa để chụp cuốn sổ quay lại ra một chỗ thì tôi ngồi bên cạnh tôi chứa được chui vào trong cái chỗ ở đấy, tôi ngồi tôi vừa chờ tụng chủ Lăng Nghiêm vừa đọc đấy. Thì ngay bên đó, bên cạnh á hỏi là Đức Đại Thánh Mẫu giảng cơ, Đức Đại Thánh Mẫu giảng cơ và phía trước á có một như là các tiên nữ á phía trước giải qua rồi vậy, giống như mình ngồi ở nhà mà nghe radio mà kể chuyện về cái từ dân độc lập làm cái gì đó, rồi đại khái mình nghe như vậy. Rồi xong một cái rồi á thì tôi tụng thấy cái chủ Lăng Nghiêm này rồi á, rồi tôi dở cái bông xô ra tôi chui vô, thành ra 12 người, họ 11 người thôi, tôi qua là người là 2 người. Thì lúc đó là cái bài kính thiên số 1 do Đức Đại Thánh Mẫu truyền vào lúc đó. Cái này Địa Tạng đi trước nữa mà. Họ hỏi Đức Địa Tạng đi trước. Đi trước tức là dẫn đường cho mẹ mà. Rồi á, Đức Địa Tạng đi. Bởi vì trên cái quả trần này á, thì Đức Địa Tạng là ngài quá dưới là thủy thổ ở đó đó. Đi xong rồi hết cái bài kính thiêng một cái rồi á thì tôi chưa có nhớ đâu, thì tôi chui ra mồng tôi đi về. Sáng hôm sau á thì anh Trung anh là bây giờ anh thỉnh thoảng anh có lên đây này. Anh đi về anh hỏi, anh nói tối hôm qua đó không biết sau rồi xảy ra chuyện gì, tôi vừa hết kính thiêng một cái thì tôi đi ra khỏi cái nhóm cơ đó thì không biết nói cái gì. Nó sau này anh đi tìm anh hỏi tôi nghe, tôi biết là tối hôm qua đó tôi nghe rằng có anh có đi vô trong cái nhóm của tôi, thấy không, mình vô là vô rẽn thôi, nghe hỏi như vậy mình tưởng có chuyện gì thì nói còn lại thôi. Nó nói là Đại Thánh Mẫu và các vị đi theo đó gọi trong nhóm 12 người gọi là thập nhị nhân duyên, mà điểm danh là trong nhóm tụi tôi chỉ có 11 người thôi mà thiếu một người, như vậy đi tìm cái người thứ 2 thứ 12 là đâu,
thì tôi nói tôi lúc đó tôi có rèn vô, tôi nghe cái bài đó, xong bài đó thì tôi về đó, tôi là một người, một trong người 12 người mà được thập nhị nhân viên, người cuối cùng đó. Nhưng mà sau này á, bao nhiêu những cái bài cơ rồi gì thì có tôi nhớ không, còn mấy người kia thì người chạy đặt chỗ này đặt chỗ nọ, anh nhiều người không biết, anh nhớ những cái bài cơ mà nhất là bài Kính Thiên á, nhớ không thiếu một chữ, một dấu phẩy á, đọc lỡ thôi à. Mẹ nói gì thời đó thì là Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mài khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi quay trả thiện miên thiệt ngược, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sự màng đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh đã biết ai là truyền, ấy là trời Phật linh thiêng, giảng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính Thiên mẹ chịu cho con, chỗ trời đã định đâu còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bà tỉnh hoang ca cuộc đời. Có cái câu mà chỗ trời đã định đâu còn bao xa, mà mình tưởng là cái thời mà bảy mới chuyển được hỏi chỗ trời đã định đâu còn bao xa, mà từ khi vào đó đến bây giờ này còn một năm á, còn đi ở trên á, như biết á, một tích tắc thì mình dưới này cả bao nhiêu năm, thấy không nào, thành ra các vị người á. Nhưng mà hồi bố, thời đó mẹ về mẹ cho bà Kính Thiên đó, cả một đống mấy ông HO ở trong đó, cũng đâu có biết mẹ giết cho ai đúng không? Đâu, giết cho ai? Giúp ông thẩm vâng, cũng không đó. Nhưng mà cứ nghĩ là nửa đời nửa đạo thì cái bài Kính Thiên nó ra như vậy thôi, chứ còn những mấy ông bố già trong thời đó cái này ủa tin tức này đâu có liên quan tới mà không có biết cơ đoán, nhưng mà nhờ duyên được thương cơ trời thì đúng lúc đó đây thì cơ trời tức là vùng mãi của tạo hóa đó, của ông trời đó, thì mình nhờ duyên mình biết là thêm sự mạng đạo đời dương gian à, rồi đây nắm giữ gian sang thì câu đó mới quan trọng. Rồi trong cái nhóm này có lẽ sau này lúc đó thì có thể là nắm giữ gian sang được, nhưng mà không ngờ thì giờ này gia khu để hết cả rồi, đâu dễ ra đúng lúc rồi, mà còn nắm giữ gian sang thì chắc không có, nhưng mà không ngờ lúc đó là nói về chuyện sau này đó. Là thêm sự mạng đạo đời dương gian, tức là lúc đó là sư phụ nằm ở trên biển giúp biên, thì mẹ thấy vậy mẹ mới bỏ ông dòm xuống Kính Thiên mà cũng kiến thôi, nhưng mà mấy ông này không bao giờ biết được, cho tới ngày mà sau này là sư phụ cặp bồ với sư mẫu á, bắt đầu mấy ông mới quản hồn. Tới lúc đó có một ngày cái thánh mẫu hữu hạnh với đức thầy thường thường sư phụ đâu có biết, tới nhà ông chơi cô con gái ông mà kéo đầu cái ngồi. Cái bữa đó thánh mẫu là ai cũng chẳng biết nữa, ngày sinh tên ngày là thánh mẫu Liễu Hạnh rồi, gì cũng không biết luôn. Cái bữa đó thánh mẫu kêu lên ghế sofa ngồi, mà trong khi mấy ông này ngồi dưới đất. Lúc đó Kiệt đứng đằng sau tôi không dám ngồi đâu. Bây giờ bố kể đi. Lúc đó Kiệt ngồi đứng đằng sau, ví dụ như bàn cơ đấy gì, ngồi mấy người nhân cơ, mấy người phụ tá con Kiệt đâu bị giảm đứng cái đó, đứng đằng sau tôi. Nhưng mà lúc đó đức thánh mẫu Liễu Hạnh á mời Kiệt lên đứng trước cái bàn thờ luôn, lên cái bàn thờ nha, cho là mình ngồi cái ghế cho đông rồi, tức là mọi người ngồi đấy phải lại lên luôn. Là lúc đó là tuyệt vời, thanh mẫu Liễu Hạnh á, đó ngài được kiệt lên. Lúc đó kiệt mới biết mà cũng hơi ôi sao mà mình lớn quá vậy, mà từ đây chẳng không đâu có biết là gì đâu, nhưng mà cái vấn đề là mình ngại, mình không dám phạm thượng sao ngồi bàn thờ luôn nữa. Cái lúc đó mẫu mới đọc cái chỉ của cha, thì bố đọc cái chỉ của thượng đế, thì thánh chỉ của cha bố không nhớ không, thì thánh chỉ của cha đại khái là để là tỷ muội với ta mấy trăm nghìn năm mà cùng một nguồn gốc, hôm nay có duyên gặp lại, đệ là con của thiên thượng, là thái tử, là con của ngọc hoàng thượng đế. Anh mẫu đọc nguyên cái sớ gì đó, có đức thầy ngồi nữa nhà là lãnh nhiệm vụ xuống khi này để lập hội Long Hoa, lập đạo đại hán nhiều lắm. Cái thánh tệ chỉ của cha chỉ quỳ là nghe thôi, thánh chỉ nó khác hơn là
nói chuyện bình thường nữa cả. Từ đó rồi mới quản hồn của mình vậy. Từ đó rồi tới ngày hôm nay. Bởi vì lúc đó mới tiết lộ ra cái vai trò của cái thành nó không nhận ra ngài điều hành Đức Phật Thầy Giải An mà các vị rất là đông. Bởi vì cái đó cái ngày đó là ngày rất là quan trọng. Mời buổi lễ lớn mà quan trọng lắm. Vị này mà đây ngồi kia được. Thế nên những người sau này đều phải lại lấy thế. Kiệt lần đầu không giảm. Nhưng mà kiệt lên đây. Rồi sau mới thổ lộ ra. Mới tiết lộ ra là cái vai trò của Kiệt. Đúng rồi, những ngày đầu cũng chẳng biết đến mẫu lưu hành là ai. Phải nói những ghi tên gì thôi cái gì. Xuất ra mới quảng hồn. Ngày đầu Đức Thầy về nói. Hỏi ngài là ai? Ta là Đức Thầy. Hỏi Đức Thầy ở đâu? Ở Hòa Hảo, ở An Giang, ở Châu Đốc. Cũng chẳng biết ổng lại luôn. Ngựa đó mới tìm ra mới quảng hồn. Đúng không ông? À, không biết gì hết. Rồi đọc thách chỉ của cha nữa. Từ đó tới ngày hôm nay mình có thiền tâm ở Điện Long Sơn mà. Nó không phải là đơn giản vậy đâu. Chứ còn mà nếu mà con của Thượng Đế mà xuống trần mà biết hết, mấy giả bộ. Sư phụ chỉ hôm nay ngày 16 tháng 7 23, biết chỉ ngày 23. Ngày mai chuyện gì mấy vị mới xuống mới nói. Chứ không có phải là mấy vị cho biết trước đâu. À, cho nên mình nhiều tập là dĩ, con biết không? Xin hỏi ông ta đang cắt máy câu để làm ghi, đây là tài liệu của lịch. Ồ, tài liệu gì? Cái này ổng ra già, ông đâu nhớ nữa. Có thể cho biết được thời gian lúc đó, ngày tháng năm. Ờ, đó là gì khác. Nó cải đỏ. Cái này tháng gian là 40 năm rồi. Không, cũng là... Ờ, thôi bố đừng, đừng có nói nhiều mấy cái này. Cái đó không tiên cơ, mình không có là... Không nhớ ngay. Cỏ đó ghi trong sách cả. Ở đây cuốn sách tất cả những bí mật không có ai được giữ hết, cả bố cũng không được giữ, có mình sư phụ được giữ rồi. Nên là giữ là phạm thượng. Cho nên những cái bài cơ, mấy cái bài thơ á là của những cái bác hội khắp thế giới, sau này mới gom về mấy cái bài mà giờ bỏ lên mạng đó, thì sư phụ mới phổ biến ra bài nào là do sư phụ quyết định. Chứ nó còn nhiều bài khác nữa. Ờ, nó còn nhiều lắm, mọi người chưa bỏ lên. Bỏ lên chơi nhiều thôi, để thử coi chúng sanh có tin hay không. Mà mai là họ cũng không tin đó, cho nên cũng không bỏ. Nó còn nhiều. Mà cái đó đều có lưu cả, đều hết đó. Nhưng mà lúc mà bố đi qua Mỹ là được cái Mỹ nó cho cái visa qua Mỹ, H1 đúng không? Không, H7. Ô 7, nhưng mà gần 20 năm, một đống giấy tờ của bề trên cho ổng. Ổng sợ ra cảng Tân Sơn Nhất, người ta chặn lại, ổng đi dục bỏ hết không? Dục bỏ, bởi vì trong... Chứ là toàn là những information quan trọng không à? Ra, có cái anh làm cái túi sách mà hai đẩy, bỏ ra, thoát ra được rồi. Thì lúc đó về trong tư xã Thị Văn Chi Hòa đó, khi đi á các vị nói cái này thiêu quỷ nó đi, nhưng mà lời có tiên của Phật mà đi thiêu quỷ vậy đúng là đại tá là chết nhát chứ có chuyện gì sao lát nữa có chuyện gì. Cho nên bây giờ một cái khoảng thời gian mấy chục năm từ năm 78 cho tới năm nào ta năm 2000 vậy đó, 2000 mấy vậy, mất hết những cái gì mấy lời mấy dạy mấy gì dạy nhiều lắm. Mà giờ đến nước sư phụ chỉ móc là được có một khúc à. Ông còn nói là khi mà máy bay mà đến San Francisco, ông nghĩ là ông đến Mỹ còn đi máy bay. Ông còn à, bà này là vợ của ai có nhân chứ ai là Phật là xui gia với mẹ Phật mặt á. À, xui gia thượng đế, đây là xui gia thượng đế đây, nhưng mà chết nhát gì mà giữ gì thì lời của Phật Thánh Tiên dạy mình mấy chục năm trời mà ổng đi bỏ. Ủa giờ đi về trời hay là sợ về cổng? Không phải là chưa phụ ơi, cổng đã đặng rét rồi. Vô cho đi. Lúc đấy là có biết đạo lý là gì vậy vậy? Ông bảo đến bài này, ông đến thị trường Tân Phan, ông mới nghĩ là ông tới Mỹ, còn ông còn đi trên máy bay, ông sợ kêu lại nữa. Nhưng mà sau này sẽ có ngày. Chuyện đâu là đó, mua anh thành cuốn sách, mấy con đọc nó dễ hiểu hết. Trời Phật, hai cái trong tâm mình nè, không có đâu xa hết trơn.
cái gì cũng đang đứng đây á. Cho nên dùng đời cho phụ nhiều cái thiếu lầm lắm. Kỳ đó, cứ nói đến thầy con muốn đi tu, muốn đi tu cái đó, cái đòi đến thầy đi tu không à, cái gặp mẹ cũng đòi tu, con phải trả hết nghiệp đi rồi đi tu. Bây giờ nghiệp cũng đang còn nè, đóng đệ tử gì sao tu, mình đi tu là mình ích kỷ, bỏ lại mấy chục triệu đệ tử gì sao tu. Bây giờ là cái nghiệp chính mấy chục triệu đệ tử. Nhưng mà thấy cái bài kính thiên ra thời năm 78-79 mà tới hôm nay tự nhiên sư phụ nó giống như chóc. Con nghĩ là trời Phật chẳng còn bao xa. Mà nếu mà ai hiểu hết câu chuyện mà coi lại đi, hổng này một giây của trên trời nữa là mình bốn mấy năm rồi. Dạ chứ cái bài gì nằm đìa rùi trâu á là đang nói về thời buổi này. Bài đó là sao? Của đức thanh mẫu à, một vị mẫu tu ở nguyên ngũ hành. Cái bài đen chứ không, nguyên ngũ hành ở trên trong quảng nam đà nẵng đó, còn nguyên ngũ hành đó, nguyên ngũ hành. Thì hôm đó nó có một cái sư cô mới bởi vì một lần dạng cơ một cái á, thì cái thằng bên ngoài thằng tình nó thông báo cho chuyện gì xảy ra. Nó nói là có một sư cô đẹp lắm đang ngồi ở cái đèn đó, thì các bác muốn hỏi cái gì, hỏi cũng hỏi nó thời cũng thế nào, đức thế nào, tổ phật của mình thế nào. Thì sư cô đó giảng cơ phải nói cái chuyện này á tôi không biết, nhưng mà để tôi vào núi Ngũ Hành Sơn đến với sư mẫu sẽ cho biết đã được một cái gì. Sư mẫu ra hỏi sư mẫu á, phải cho một cái bài và ra bài nó tả về cái tình hình nhé. Nắng hè đỏ cả đồng thau, những đoàn du mục ẩn vào gốc lê, xung quanh cây lá chung xuê, thế mà thiếu nước thảm thê đoàn người. Cho rừng hai ba câu là người tự quên, nguồn sang đến bờ kia phải qua sông Diệp, sông Rạch cầm đi ở rùi trâu. Muốn sau tránh khỏi tham sầu thì nên theo dấu cọp eo về nhà. Học của nó là tổng câu. Người vô giải thích mấy khúc đầu đó. Ngắn hè đỏ cả đồng thau, tức là mùa hè năm 30 tháng 4. À, không à. Thường á, trời trời mấy vị không có cho ngày. Con nói cái bài đó là hiện giờ nè. Chứ nó không có giống như kiểu bố giải hay bữa hổm. Đúng không? Để,